lại là laptop workstation anh em ạ. Và đây là Dell Precision 7550. Thì một con laptop workstation, và anh em sẽ có một cái cấu hình như nào. Nó sẽ thấp hơn so với cái chiếc 7560 lần trước mình làm cho anh em. Mình sẽ lấy con đấy để làm đối chiếu luôn cho chiếc laptop này ha. Bởi vì hai con này gần như là giống hệt nhau. Đó, thì với chiếc Dell Precision 7550, anh em sẽ có Quadro T1000 4GB RAM GDDR5, i7 10850H 16GB RAM và 512GB SSD. Nói chung là với 5 triệu anh em bỏ ra ít hơn thì mỗi cái anh em sẽ bị trừ đi một tí về cái mặt cấu hình. Và bây giờ mình sẽ chứng minh cho anh em luôn về cái cấu hình này nó có thực sự đáp ứng đủ cho anh em không với cái tầm giá 18 triệu này, với những cái công việc liên quan như là kỹ thuật cầu cống, cầu đường, rồi là kiểu cắt lớp y khoa, rồi là đo đạc các thứ. Đó, thì với cái bảng test mình đang để tạm trên cái chiếc Dell Inspiron 7635, mấy hôm nữa mình sẽ review cho anh em ha. Dell Precision 7550 này chắc chắn rồi, nó sẽ yếu hơn một chút ở một vài bài và nó sẽ yếu hơn nhiều chút ở một vài bài. Cụ thể anh em thể nhìn trên bảng ở đây nhá. Với cái 3DS Max thì nó chỉ được có 30fps thôi, còn so với 7560 với Quadro T1200 anh em có một cái thông số khá khẩm hơn khá là nhiều, đó là 52fps. Thì những cái thông số ở những cái bài test đầu tiên đi, những cái app đầu tiên như là 3DS Max này, Catia, rồi là Energy, đúng rồi, Energy, thì nó ít hơn đâu đấy đến tận một nửa. Còn lại với những bài test khác như kiểu là Creo, rồi là Medical hay là CMNX thì nó chênh lệch nhau không quá nhiều, cụ thể đâu đấy khoảng tầm 10 cho đến 15% thôi, căng lắm là 20%. Với cái bài CMNX thì nó lên FPS cao quá thì nó tạo ra một cái sự chênh lệch nó khá là lớn. Cái sự chênh lệch này nó đã thể hiện cho anh em một cái gì? Anh em bỏ ra 5 triệu ít hơn thì một vài app nó yếu hơn khá là đáng kể. Do là sao? Con Quadro T1000 này nó đã ra mắt đâu đấy là 1800 ngày. Tính xương xương, tính nhanh ra khoảng tầm hơn 6 năm trước rồi, tức là năm 2018, cùng thời với cả những cái con cạc màn hình ví dụ như kiểu là GTX 1650. Còn với cái con cạc nó là Quadro T1200 thì nó cách đây khoảng tầm 1100 ngày, tức đâu đấy khoảng tầm 4 năm, và nó sẽ có phần nào đấy ngang ngửa với cả con RTX 3050. Thế thì tại sao nó lại vênh nhau tận có mỗi 200 con số đấy mà vênh nhau tận 2 năm? Thì thôi cái này mình xin phép mình nói. Nói chung là hai con này nó vênh nhau ở những điểm gì? Một, đầu tiên nó sẽ là cái VRAM đang được sử dụng trên con T1000 này, nó chỉ là chuẩn GDDR5 mà thôi, so với con kia là GDDR6. Thành ra là cái băng thông 8000 trên con T1000 này nó thấp hơn so với con Quadro T1200 là 10000. Cũng như là kể cái việc boost clock nó có to hơn tí nữa, thì cái pipeline, tức là một cái thông số nó mang tính gọi là render từ 3D convert ngược lại thành 2D lên trên màn hình ấy, thì con T1000 này nó cũng yếu hơn vài trăm đơn vị gì đó. Nói cho nó gọi là kỹ thuật hóa cho anh em nhìn cho dễ thôi. Còn về cơ bản khi mà anh em test, nói chung nó là một con cạc, nó có phần nào đấy nó yếu đuối hơn, nhưng mà không đồng nghĩa với cái việc là nó không sử dụng được. Bởi vì những cái app kỹ thuật này nó chỉ cần anh em đó là xoay được hình ổn, xoay được hình đủ, với cái mức FPS nhìn được là khoảng tầm từ 24 là trùng khớp với mắt người đổ lên, thế là ok rồi đúng không? Và những cái app khác nó vẫn sử dụng ngon. Giả dụ như những cái app nó có tên là Creo này, Maya, rồi là CMNX hay là SolidWorks, hay kể cả 3DS Max, những cái app liên quan đến 3D, rồi là những cái app liên quan đến các lớp đo đạc, địa chất, các thứ, nó vẫn có thể đáp ứng ổn, thì đâu cần thiết phải mạnh quá đúng không nhỉ? Với 18 triệu mà anh em bỏ ra rẻ hơn. Đó là một cái cắt giảm ha. Vậy thì cái cắt giảm thứ hai nó sẽ đến ở những cái phần nào? Nó sẽ đến từ cái phần CPU và RAM. Với phần CPU sẽ là cái bị cắt giảm khá là nhiều. Vậy thì con 10850H đang được trang bị trên chiếc Dell Precision 7550 này, nó có cái boost clock cao hơn ở on core, có số lượng nhân bằng nhau, nhưng mà so với con i7-11850 được trang bị ở trên chiếc Dell Precision 7560 lần trước mình có làm cho anh em ấy, thì nó thấp hơn tận 12 megahertz, cũng như là cái tốc độ RAM nó hỗ trợ là cao hơn với 3200 so với 2933. Vậy thì cái này nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì? Với những anh em mà đòi hỏi chiếc laptop mình làm được nhiều việc hơn ngoài một cái laptop workstation cơ bản đi, thì nó có thể edit được video đúng không? Rõ ràng một con máy chạm thì có thể edit video là chuyện bình thường. Thì cái con này Adobe Premiere hay về cơ bản chung là những cái app của nhà Adobe nó cần RAM càng nhiều và tốc độ càng nhanh, thì cái con này này nó sẽ chưa hỗ trợ được quá tốt cái vấn đề đấy. Nó vẫn dựng được nha, nhưng mà dựng mượt, dựng ngon thì mình chắc chắn là chưa đâu. Đó, cắt giảm thứ hai và cái thứ ba chắc sẽ là SSD thôi. 1T với 512GB thì nó quá rõ. Anh em nào mà cần nhiều
dung lượng để có nhiều project hơn, nhiều chỗ để những cái project 2D, 3D nặng đẹp đi, thì 512GB với cá nhân mình là nó hơi ít. Thế nên là anh em hoàn toàn có thể click xuống link ở phía bên dưới, có thể mua thêm một con SSD 1T ở phía nông của computer, giá thì rất là rẻ, anh em có thể ấn tham khảo nhé. Thì với ba cắt giảm kể trên kia thì nó sẽ ảnh hưởng đến những ai, mình sẽ nói luôn. Một là với những anh em thích chiếc laptop workstation của mình, có thêm một cái khả năng nữa, đó là dùng để render video cũng được, hoặc là edit video luôn với cái màn ngon này, đúng không? Rồi là cái thứ hai là máy nó sẽ kém mượt hơn, chứ nó không phải là gọi là không làm được nhé, nó chỉ kém mượt hơn thôi đó. Và thông qua bài Swift Report anh em có thể nhìn thấy rõ rồi đấy. Và cái thứ ba là bộ nhớ bên trong máy nó sẽ phần nào đó ít hơn một nửa 512GB 1T. Thì đó, mình đã giải thích cho anh em rồi. Còn lại cái con 7550 này với con 7560 kia, nó có khác biệt nhau gì không về mặt ngoại hình, rồi là cổng kết nối? Không, không hề. Từ cái chất build, cái mặt A này, cứng đét đèn đẹp này, rồi là cái phần mặt C ấn mãi không thèm lún này, rồi là đống cổng kết nối từ Thunderbolt, rồi là USB-A, rồi các thể loại cổng anh em có thể nghĩ được, như kiểu thẻ nhớ SD, rồi là khe smart card, anh em muốn làm gì thì làm, con này đều có cả. Rồi là kể cả hệ thống webcam có Windows Hello, rồi là bảo mật bằng smart card thì anh em cũng có thể có luôn. Mỗi tội là không có vần tay, nếu mà có thêm vần tay con này là đúng là bố của bảo mật luôn rồi nữa. Ngoài những cái ngoại hình đó ra thì khả năng nâng cấp của chiếc Dell Vision 7550 này nó cũng chả khác gì cả. Anh em hoàn toàn có thể cậy cái bàn phím lên để có thể lắp thêm 2 khay RAM này. Rồi là phần mặt dưới cũng có cái hệ thống tản nhiệt tương tự, rồi là cái khả năng nâng cấp SSD và HDD các thứ nó cũng tương tự luôn. Thế nên là anh em cũng không cần phải quá lo lắng về cái việc con này có nâng cấp được lên 128GB hay không. Con này có hỗ trợ lên Mac thoải mái luôn. Và cái cuối cùng nó sẽ là cái phần màn hình đi. Nó cũng sẽ sử dụng một cái tấm nền gần như y xì đúc luôn với con 7560. Đó là một tấm nền Full HD 16:9, độ chuẩn màu là 100% sRGB, 90% Adobe RGB. Rồi là cái độ tái tạo màu trắng cũng như là cái độ đồng đều màu trên các vùng trên màn hình, nó cũng xử lý một cách cực kỳ tương tự. Và nếu như anh em có cảm thấy quá lấn cấn về cái Delta E, nó có hơi lệch hơn một tầm 1.2 tất cả các giải, thì anh em hoàn toàn thể bách máy sang normal computer để có thể cân bằng miễn phí ha. Nói chung là khi mình cầm cái con Dell 7550 này, mình chỉ muốn đó là test xem cái hiệu năng làm việc, kỹ thuật của nó có ổn hay không, rồi là một vài game nó có chơi được hay không. Thì về cơ bản là nó chơi được và nó làm việc được. Vậy thì cái bớt đi 5 triệu này của anh em, nếu như anh em cảm thấy hầu bao nó quá eo hẹp này, nó có gọi là một sự đánh đổi quá lớn không? Câu trả lời luôn là không. Đó, đánh đổi quá lớn ở đây nó chỉ là thêm những khả năng extension, tức là cái mở rộng của nó theo cái thiên hướng gọi là về mặt hiệu năng, cấu hình, đúng không? Thì nó kém hơn một nửa ở một vài bài thực. Còn thực chất thì nó chỉ kém đâu đấy chỉ có 10 cho đến 12% thôi, hay cao lắm là 20% như mình đã nói. Rồi là cái CPU nó có phần nào đấy nó thoạt hẻo hơn một tí, nhưng mà có CPU này thì nó lại có tốc độ boost cao hơn. Thế nên là những cái tác vụ mà cần cái tốc độ boost cao lên tới hơn 5.GHz thì con này làm được ngon hơn. Đó. Và chắc là thế thôi nhỉ. Một chiếc laptop anh em bỏ ra ít hơn 5 triệu mà nó vẫn làm được việc thì tội gì anh em không mua. 5 triệu đấy anh em hoàn toàn có thể bỏ ra để nâng cấp nó lên thêm thành ví dụ kiểu 32GB rồi là các thứ này kia kia nọ lọ chai cho nó xịn xò hơn chẳng hạn. Có phải là sướng hơn không? Và đó là một bài đánh giá tương đối nhanh chóng của mình, đúng hơn là một bài so sánh nhanh về cái sức mạnh giữa một cái con là 7560 và 7550. Anh em thấy sao về video này? Hãy cho mình một vài comment ở phía bên dưới, cũng như là like, subscribe cho kênh No 1 Computer. Cái thứ hai, bởi vì nó miễn phí mà, ủng hộ anh em thêm một tí ha. Và mình sẽ gặp anh em trong một vài video khác, cụ thể lại là một chiếc laptop Dell khác khá là hay, có tên là Dell Inspiron 7635. Còn giờ thì Duy Công Kệ, peace and love.